Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với showmangakida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại showmangakida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. Và trước khi vào video này, chính xác là video reaction TikTok Free Fire. Và trước khi vào video này, nếu các bạn thích, đừng quên lại cho mình xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha các bạn nha. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, là mình đã có tính bảo là các bạn là sớm thôi mình sẽ reaction lại kênh Gấu TV, tại vì là các bạn đòi mình quá, chứ còn thực ra là mình cũng không ham hố gì đâu. Nhưng mà các bạn ạ, khổ nỗi, tại vì là cơ bản nhà phát triển MiHoYo không muốn cho một video mà nó sẽ gọi là có cái chút gì đấy nó hơi kiểu sexy lên trên một cái video mà có liên quan đến game của mình. Chính vì vậy trên là mình đã phải bắt buộc phải reaction video khác. Vậy các bạn, câu hỏi đây các bạn sẽ đặt ra đó là tại sao lại liên quan đến nhà phát triển MiHoYo? Chúng ta sẽ cùng đến với lại là đoạn gọi là kiếm mì gói của Hùng. Chắc hẳn là phần lớn các bạn đây đều đã xem anime rồi đúng không? Vậy các bạn đã từng nghe thấy khái niệm tựa game về anime chưa? Các bạn đã từng chơi tựa game Honkai Impact của nhà phát triển MiHoYo chưa? Nếu như các bạn chơi rồi hoặc là chưa chơi thì các bạn nên trải nghiệm thêm một tựa game này nữa. Bởi vì chưa chơi thì các bạn nên trải nghiệm một cái tựa game mới này khá là hấp dẫn. Còn nếu như các bạn đã chơi tựa game Honkai Impact rồi thì sẽ không thể nào bỏ qua được một tựa game nữa cũng của nhà phát triển MiHoYo, mang tên là Genshin Impact. Một tựa game rất là quen thuộc đối với những bạn nào đã biết tựa game này rồi. Nhưng có một số bạn thì sẽ thấy tựa game này hơi lạ lẫm một tí. Thì tựa game Genshin Impact này là một tựa game phiêu lưu thế giới mở, mang phong cách của anime dành cho những bạn nào kiểu như weebu như mình vậy. Mình là một người rất là thích anime và mình cũng đã chơi tựa game Honkai Impact rồi, nên là tựa game Genshin Impact này cũng là một tựa game mà đối với mình nó sẽ rất là cuốn hút. Có thể nói là hot nhất trong thời điểm hiện tại luôn là tựa game Genshin Impact, được phát triển bởi chính nhà phát triển cha đẻ của Honkai Impact MiHoYo luôn. Genshin Impact sẽ giúp các bạn trở thành một người kiểu như là lữ hành ấy, giống như kiểu là một kiểu như là lữ hành giả sẽ đi khám phá thế giới và các bạn sẽ gọi là gặp được gọi là bảy vị thần các bạn, và một vị thần linh kỳ lạ có tên là Paimon. Và vị thần này sẽ gọi là không, vị thần linh này sẽ gọi là kiểu như là dẫn dắt các bạn để khám phá cái thế giới ở trong Honkai Impact ấy. Nôm na là cái thế giới này nó sẽ là một thế giới phép thuật các bạn ạ, chứa đầy phép thuật của bảy nguyên tố và những sinh vật thần bí luôn, cho nên là nó giống như kiểu một thế giới kiểu như là thần tiên đấy, rất là hấp dẫn luôn. Và cái tựa game này nó là miễn phí nha, các bạn có thể tải free và kiểu như là chơi miễn phí ở trên App Store hoặc là Google Play. Các bạn chỉ cần lên trai cái Steam Pack các bạn tải về thôi, tựa game này không hề mất tiền các bạn nhá. Và tựa game này rất là cuốn hút luôn, mặc dù là đã ra mắt được gần một năm rồi, cũng là một tựa game mới mà cũng đã được một gần thời gian là gần một tuổi, nhưng mà vẫn có rất là nhiều người chơi và lượng người chơi vẫn rất là đông. Chính vậy nên là các bạn nào mà có sở thích về anime hoặc là muốn chơi các tựa game mà đồ họa đẹp thì nên chơi tựa game Genshin Impact, tại vì đây là một tựa game có đồ họa rất là đẹp. Mình có thể chấm về khoảng tầm 9/10 điểm cho tựa game này về mặt đồ họa, vì thật sự đây là một tựa game có đồ họa rất là rõ nét và đẹp luôn. Thì sắp tới đây game này nó sẽ ra mắt cái phiên bản mang tên là phiên bản 1.6, chính xác là 1.6 là cái bản cập nhật của game Genshin Impact mới. Thì nó sẽ có khá là nhiều những cập nhật mới, như kiểu đầu tiên đó là nhân vật 5 sao mới lá đỏ đuổi sóng Kaede Hara Kazuha. Tên này là tên tiếng Nhật, tại vì đây là một tựa game kiểu anime mà các bạn. Thì cái nhân vật Kazuha này sẽ là một cái kiểu nhân vật mới các bạn. Và nhân vật này có thể sử dụng kỹ năng nguyên tố để kéo kẻ địch và vật thể về bản thân mình. Đồng thời bản thân mình cũng sẽ bay lên không trung và có thể sử dụng kỹ năng này để tấn công khi mà đáp đất, thực hiện cái đòn đánh đặc biệt mang tên là sô tan mây mù, gây sát thương nguyên tố hệ phong và tạo ra những cái hang gió nhỏ kéo vật thể và địch vào. Nôm na sẽ là nhân vật mới, và sắp tới nó còn có thêm nhiều nhân vật nữa mang tên là Yomiya, Sayu, Ayaka, Shogun và Kokomi cơ. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có nhân vật Kaede Hara Kazuha sẽ là nhân vật lên sóng ở trong phiên bản 1.6 này thôi. Và các bạn thể hóng chờ các nhân vật khác ở trong các phiên bản tiếp theo của tựa game Genshin Impact nha. Và chúng ta còn có cái một cái sự kiện để chúng ta có thể sở hữu nhân vật Loli Kali, là một nhân vật rất là cute luôn. Nhân vật kiểu như giống như kiểu là nó là biểu tượng của Genshin Impact đến nơi luôn đấy, tại vì mình thấy nhân vật rất là cute. Và nếu như mà ai hỏi mình muốn chơi tựa game Genshin Impact này vì cái gì thì mình nghĩ chắc là mình sẽ chơi vì Kali, tại vì Kali rất là dễ thương. Và nhân vật này sắp tới nó sẽ có một cái sự kiện trong cái phiên bản 1.6 này,
đó là cái sự kiện dấu chân của lửa sẽ tăng khả năng nhận nhân vật Klee từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 trong vòng 20 ngày ấy, tức là trong vòng 20 ngày ấy là các bạn sẽ có thể gọi là có 0.6% cơ hội nhận được Klee. Nhưng mà nếu như với 90 lần mà các bạn cầu nguyện ấy thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được một nhân vật 5 sao và 50% cái nhân vật đấy sẽ là Klee. Còn nếu như các bạn nhận được nhân vật 5 sao đấy mà không phải Klee ấy thì các bạn chỉ cần cầu nguyện 90 lần tiếp theo thì 100% lần tới này các bạn sẽ nhận được Klee 5 sao các bạn. Là một nhân vật mạnh và cũng như là đẹp mà lại cute nữa, trời ơi, thề luôn. Ngoài ra Genshin Impact còn có cả hệ thống skin nữa các bạn, tức là hệ thống kiểu skin cho nhân vật ấy. Thì Genshin Impact sắp tới sẽ ra mắt hai bộ skin lấy chủ đề mùa hè, đó là nhân vật Barbara mùa hè rực rỡ và Jin giấc mộng gió biển các bạn nhá. Với chủ đề mà bãi biển đầy sexy như này thì những bộ skin này chắc chắn sẽ làm cho các bạn cảm giác rất là nóng, đúng không? Nóng vãi trưởng ra. Ngoài ra thì các bản cập nhật 1.6 này của Genshin Impact còn thêm vào một số tính năng thú vị nữa, như gọi là cái cốt truyện này, sau rồi là kiểu như vũ khí mới này, sự kiện mới làm về mùa hè này, hải đảo, cuộc mạo hiểm các thứ nữa, và vô số những cái hoạt động bên lề nữa. Còn chờ gì nữa, tải ngay Genshin Impact ở trên App Store hoặc là Google Set Play để tham gia ngay cái thế giới phiêu lưu đầy ma thuật của Genshin Impact các bạn nhá. Link tải và cũng như là nói chung là mọi thứ liên quan mình sẽ để dưới phần comment đầu và phần mô tả các bạn nhá. Tải ngay Genshin Impact đi, còn chần chờ gì nữa, trời ơi, Weibo là phải chơi. Đấy các bạn ạ, bạn nào có chơi Genshin Impact tải về chơi cùng mình nhá các bạn nhá. UID của mình là cái gì nhở? UID của mình là 833794782 các bạn ạ. Ui, các bạn nhìn nhân vật của mình này, không phải gọi là chất chơi người rơi luôn, Klee 5 sao nha các bạn. Đâu nhỉ, Klee 5 sao đâu nhỉ, có cái nào để sâu cho Klee 5 sao không nhỉ? Kiểu cái mình không biết được, nhưng mà nôm na đây là Klee 5 sao các bạn nha. Trời ơi, đẳng cấp, VIP pro luôn, trời ơi, ok. Đấy, mình chỉ khoe thế thôi. Còn bây giờ vô game, vô rank quest nào. 7 tỷ nụ cười, nhưng đối với anh, nụ cười của em là hãm nhất. Thế nên là ơn ngập con mắt mày mồm vào. Anh sẽ đánh nàng, anh sẽ đánh nàng. Ừ. Bạn muốn khoe độ giàu với một con boss. Ở một diễn biến khác. Hi. Cái điều đặc biệt nhất ở đây ấy, đó là bạn này biến mất một cách không dấu vết các bạn ạ. Chắc là chết sốc vì việc là thấy bạn kia cầm khẩu AK hồng xanh ấy mà. Nó quật mày kìa, con nhân đi. Ra xin đi. Chào cậu. Trời ơi, người cậu keo luôn. Ok, hôm nay tôi sẽ cho anh em coi cách mà các nhân vật sẽ bay trong OB500. Và đến với phiên bản này thì nữ của chúng ta sẽ được trang bị một con chim mặc định có sẵn ở trong nhân vật. Tôi chơi game gặp người không giả thái kiểu. Cái là má nhà nó, con pet ở OB500 và đặc biệt nhất là con chim này nó được trang bị sẵn trong nhân vật luôn. Ok, là các bạn được con chim luôn. Really nigga. Con chim. Các bạn nên được trang bị một con chim trực tiếp trong nhân vật. Ở đây là bây giờ là chim bạn nào dài hơn thôi. Nói giọng bình thường thử đi. Thôi. Không mất niềm tin vào nhân loại lắm rồi á. Kết tiền. Thôi kém đồng chí nói với học viên để tôi búp 200% công lực bắn này. Thôi ít mẹ ngồi đi. Nghe giọng gái này búp 200% công lực đấy. Đi mẹ. Vì vậy nếu nó khứ thì mọi bắn được. Sự ở gốc cây đây. Ôi, Vedet của tao đâu? Vedet đây, đầu ấy. Vedet của tao đâu? Tao không biết. Má thấy cái đoạn đầu tiên mình thử dọa giọng con gái thật á. Giọng con đực à. Ăn đủ. Mình tưởng nó sẽ như một câu chuyện cổ tích, kiểu như là bạn ấy sẽ đứng búa một tí, thằng kia tự chết. Ai dè bạn ấy chết à.
Nhân dịp mùa vậy hồi Đại Thánh muốn quẩy muốn quạt ạ. Ok đã, ok Đại Thánh. Đồ nhức nát. Đứng đây như hình một pho tượng. Ôi, cô nương ở kia trông có vẻ xinh. Chào cô nương tại hạ cáo từ. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Bố hỏi nhá. Tại hạ cáo từ, nước này mình đi nhầm. À, nước đấy mình đi nhầm, cho mình đi lại nhá. Một túi tiền và một túi đạo đức rơi ở đường thì mình nhặt túi nào? Đương nhiên là con sẽ nhặt túi tiền rồi. Cả hai túi. Hay mà, thanh niên bây giờ chỉ có tiền ở trên hết thôi, chẳng coi đạo đức ra cái gì đâu. Phải mình nhặt cả hai túi. Nếu không phải tại mình thiếu đâu. Sẽ nhặt cái túi mình nhặt thêm đây các bạn. Ờ thì ai thiếu cái gì nhặt cái đấy. Ok. Ai thiếu cái gì nhặt cái đấy. Ok. Phải mình nhặt hai cái. Ra ngoài ví dụ mình thêm một tờ 500.000 và tờ 200.000 mình nhặt tờ nào? Nhặt cả hai tờ, hai tờ. Để một tờ còn lại là mẹ ơi. Chị em cũng là tình. Em nằm lên chị nín thinh. Có cái gì vô vấn đề luôn đi. Dạ vậy, em với chị solo, ai thua thì làm một hiệp. Không, 10 hiệp chị mới solo. Ok, chơi. Đừng nói nào, chứ chỉ là 10 hiệp thôi mà. Trời ơi, em thắng chị 7-0 giờ. Em đi thanh thản. Kiếp này mới có 5 hiệp nha em. Kiếp sau trả chị 5 hiệp còn lại nha. À, thế ví dụ là thằng kia thắng thì nó cũng làm 10 hiệp, thế thì hòa nhau à? Thế thì rốt cuộc là bạn nam làm bạn nữ, bạn nữ làm bạn nam thì có khác nhau? Chào bé bóp. Anh sẽ cho mày chết trong vòng kiểu như tao thắng thì tao được hôn mày, còn mày thắng thì mày được hôn tao ấy. Bằng hòa vậy. Lại là cậu à? Trời ơi, không phải mày là chủ hôn đồn, mày muốn làm cái gì là làm nha. Trời ơi, có một con boss thôi mà. Mày nói giờ 700 tiếng, tao có 4 kiếu mà. Tao bắt đi 1 kiếu chứ mày. Trời ơi, tao đâu có dành hết của ông nội ông ngoại. Mày đâu mà mày bắt kiếu của tao. Mất dài. Nó nhân này còn nhân cả cái cửa sổ nữa chứ. Nó làm lên xác ở đồng đội và xác ở đồng đội trông giống yên đó. Hai thằng đều mặc đồ hòa thượng. Con người ta đau khổ nhất là khi mất đi người mình yêu thương. Cháu nghĩ không phải thế đâu ông ạ. Con người ta đau khổ nhất là khi người mà mình yêu vẫn hiện hữu ở đó mà ta phải làm như không quen không biết, bởi vì họ rất hận ta. Mình thì mình chỉ biết cái cảm giác đau nhất đó là khi táo bón khoảng 3 đến 4 ngày đéo được ỉa các bạn ạ. Đến ngày thứ 5 ỉa thì thôi phải gọi là tét lỗ đít luôn. Ờ không mà anh, bí kíp chơi Free Fire top 1 100% là giết ở thằng top 2. Nhưng mà có nhiều lúc không cần giết top 2 vẫn được top 1 mà. Đúng đúng. Đến tận bây giờ tôi không có đứa bạn nào cả. Nhưng tôi có người yêu nha. Đôi khi hai đứa nó giết nhau mà. Ê à, khoe người yêu à, mình cũng có. Lực cười đến dép còn có đôi có cặp, còn mình thì lại không đéo bằng một chiếc dép.
Ui. Đàn ông quay đâu đây có thích long nhở? Giữa dẫm. Ừ, giữa không được thì phải dẫm rồi. Còn đàn bà sinh ra để đàn ông nhờ giả. Ừ, nhờ không được thì phải giả rồi. Con gái sinh ra để con trai theo đuổi. Ừ, theo không được thì phải đuổi rồi. Thế còn phụ nữ sinh ra để đàn ông ăn hiếp. Ăn không được thì phải nhịn đi mày. Ăn không được thì phải nhịn. Xe vừa Việt Nam vẽ được con này. Ôi. Vãi ơi, bạn ấy vẽ con rồng luôn ạ. Bạn ấy vẽ nguyên một con rồng để trời ơi có Thanh Long. Tôi kẻ đúng một đường tôi trời ơi có Thanh Long. Sáng nay tôi kẻ đúng một đường như này. Tôi trời ơi có Thanh Long. Đưa chim đi khắp mọi mặt trận. Giờ làm sao để ổng thích tôi đây? Bà là con gái mà mặc quần sao nó thích được? Bà mặc váy đi. Đấy phải váy đâu? Dỗi, tự mua. Nó có người yêu rồi. kiểu mình đã tán gái thằng bạn để vào chốt câu. Ê em ơi, nó có người yêu rồi. Cái mẹ ơi. Ok được rồi, chắc là video reaction của mình xin dừng lại đây thôi. Nếu bạn thích các video của mình đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ những thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Comment xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc một ngày tốt lành. See you again, bye bye.